Nếu như các bạn đang tìm kiếm một chiếc tai nghe có khả năng bass mạnh nè, ngoại hình ổn, khả năng đeo kit để có thể chơi thể thao được luôn, thì mình nghĩ JBL T115 là một sản phẩm không hề tồi một chút nào. Và lý do là tại sao thì cùng mình tìm hiểu qua video nhé. Ok, bắt đầu thôi. Với cái phần ngoại hình của con này á, thì mình đánh giá đây là một cái ngoại hình cực kỳ ổn luôn. Tại vì nó được làm hoàn toàn nhựa nhám. Có một cái điểm nhấn là cái phần nhựa bóng ở đây này. Nhưng cái phần nhựa nhám này sờ vào rất là cao cấp, rất là thích và rất là mịn luôn. Nó sẽ không bị ăn vân tay cũng như không bị ăn vết xước quá nhiều. Và đây cũng là lần đầu tiên mà mình thấy một chiếc tai nghe hay là một sản phẩm của nhà JBL mà cái logo được in nó hơi chìm một chút như thế này. Thực sự là nó không quá nổi bật lên cho nên nhìn tổng thể con này nhìn rất là... Nó theo một cái thể thống nhất nhìn rất sướng nha. Tổng thể lái á, thì nhìn con này sẽ hơi bầu hơn những sản phẩm thông thường một chút. Và cái phần mở này này, các bạn có thể thấy là nó có hai cái nấc. Nếu như chúng ta mở, chúng ta sẽ cảm nhận rất là rõ cái hiện tượng là mở được hai nấc. Đó, nó sẽ có hai lần mở lên cho chúng ta. Flex là rất ít khi mà chúng ta sử dụng cái sản phẩm này nha. Và đặc biệt cái phần nam châm hút tai nghe này mình đánh giá rất cao. Tại vì nó giữ rất chắc. Đó, chúng ta có thể hoàn toàn không bị rớt ra nếu như chúng ta cố gắng lắc luôn, trừ khi là chúng ta cố tình đập như thế này này, mà nhiều khi đập nó còn không ra luôn nha. Trên cái phần 500 của con này vô cùng ổn, mình đánh giá điều này rất cao luôn. Ok, xét vào phần pin con này á, thì mình đánh giá pin con này rất ổn luôn, tại vì nó đáp ứng được cả hai thứ, đó là vừa sạc nhanh lại vừa có thời lượng pin sử dụng tốt. Đầu tiên nói về phần sạc á, thì chúng ta sẽ sử dụng cổng sạc Type-C. Chúng ta sẽ có hai công nghệ tối ưu là chúng ta chỉ cần sạc đúng 2 tiếng là đầy được cái vỏ kén này. Và chúng ta sạc 15 phút là có thể sử dụng được tới tận 60 phút lận. Mà mỗi bên này, tai nghe này, chúng ta có thể lưu trữ được khoảng cỡ 6 tiếng sử dụng. Và cái vỏ kén này là 15 tiếng sử dụng lận. Trên tổng quy lại chúng ta có thể sử dụng đến liên tục tới tận 20 tiếng. Thì gần như là không có ai có thể sử dụng nhiều hơn cái khoảng thời gian nhiều như vậy cả. Mà chúng ta gần như sẽ xài khoảng cỡ 6-7 tiếng rồi chúng ta sẽ phải ngưng một lần để nghỉ, giống kiểu để nghỉ ăn trưa, để tháo ra cho nó thoải mái cái tai, để nghỉ ngơi. Thì mình đánh giá con này có thể sử dụng liên tục khoảng cỡ 2 ngày lận mà không cần phải sạc. Mà nếu như chúng ta có lỡ quên sạc ấy, thì chỉ cần cắm một xíu là nó đã đầy rồi. Thì mình đánh giá phần pin con này rất là tốt nha. Cái cảm giác khi đeo con này cũng là một trong những điểm mình cực kỳ thích trên sản phẩm này. Vì khi đeo vào á, mặc dù nó không có công nghệ chống ồn, nhưng khả năng tự chống ồn của nó cực kỳ tuyệt vời. Gần như đeo vào là sẽ không nghe được âm thanh bên ngoài luôn. Ngoài ra thì nó có rất là nhiều cái kích thước tai nghe ở cái phần mềm này này. Đó, cái phần này chúng ta có rất là nhiều kích thước để chúng ta tùy chỉnh theo size của từng người. Thì mình khi mà đeo vào nha, mình đã trải nghiệm, mình vừa nhảy dây, mình vừa tập thể dục, mình chạy liên tục, mà mình đeo kiểu này này không hề rớt ra, đảm bảo không hề rớt ra luôn. Con này cảm giác đeo rất tốt, nó rất là khít tai, cảm giác đeo rất sướng, kiểu lắc 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 liên tục luôn cũng không thể rớt ra được. Ngoài ra thì để điều chỉnh con này này thì chúng ta sẽ sử dụng các phím bấm vật lý ở đây. Chúng ta vẫn có thể qua bài, gọi trợ lý ảo, nghe nhận cuộc gọi cực kỳ dễ dàng và hiệu quả. Và đặc biệt là mình rất là thích cái phần điều khiển vật lý, tại vì nếu như những ai chơi thể thao nhiều hay là thường xuyên đeo các cái vật dụng thêm như kiểu mũ hay là băng đô như mình á, thì mình sẽ cần những cái này này để bấm vào á. Chứ còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái kiểu cảm biến kia thì nó thường xuyên sẽ xảy ra cái hiện tượng là tắt hay là tạm dừng nhạc không mong muốn. Cho nên là mình đánh giá cái phần điều khiển của con này cực kỳ cao nha. Nó sử dụng công nghệ Bluetooth 5.0 nha, và tìm cực kỳ dễ dàng, khi mà chỉ cần bật lên một cái là chúng ta đã tìm được rồi. Và khoảng cách kết nối của con này ở đâu đó khoảng cỡ 10 mét, thì mình nghĩ đây là một cái mức sử dụng rất là vừa phải. Tại vì thực chất nếu như chúng ta đeo những sản phẩm như thế này thì chúng ta luôn đeo điện thoại bên người, trừ khi là chúng ta đang ở trong phòng thôi. Thì mình nghĩ là 10 mét là vừa đủ để di chuyển rồi, nếu như mà có đi đâu xa hơn thì cũng đã mang theo cái điện thoại rồi đúng không? Thì cái này là một mức rất là vừa đủ. Tiếp theo để nói về cái phần âm thanh á, thì mình đánh giá đây là một trong những con có phần âm thanh nổi bật nhất trong phân khúc khoảng cỡ 1 triệu hoặc là 1 triệu hơn một xíu. Tại vì nó được trang bị cái công nghệ là JBL Pure Bass. Đây là một trong những cái công nghệ sẽ tạo nên cái phần bass nó hơi mạnh một xíu. Nó hơi, nếu như theo nghĩa đen là nó hơi bạo lực một tí. Nhưng tới phiên bản này, phiên bản JBL T115 này, nó đã được tinh chỉnh để cho cái phần bass này á, nó không còn bị quá dày nữa mà nghe nó rất là thoải mái. Nó giúp cho cái việc là khi mà đeo lên á, chúng ta cảm nhận được là cái dải bass của nó rất dày và ấm và đập rất là đầm luôn. Đây vốn là cái thế mạnh của nhà JBL rồi. Cái phần bass của con này không có gì để chê cả. Những phần âm thanh khác của nó thì nó vẫn rất là tốt. Nó dừng ở cái mức tốt luôn nha, nó không phải ở mức vừa đủ mà nó tốt, chỉ đơn giản là nó không nổi bật vào cái phần bass để giúp cho cái việc đeo của chúng ta khi chúng ta cảm nhận á, nó hướng đến cái việc là các bạn nghe những dòng nhạc mạnh như kiểu rap hay EDM nó sẽ sướng tai hơn mà thôi. Cho nên mình đánh giá là con này với cái dải âm rất rộng của nó, thậm chí mình có thể nghe được một vài cái nhạc cụ ẩn ở trong luôn, thì cái phần nhạc cụ ẩn đấy nó lại là cái phần trap. Thì mình nghĩ là với cái dải âm lớn như vậy và cái giá thành lại rẻ thì con này gần như không có điểm gì để chê về cái phần âm thanh cả. Chỉ là nếu như các bạn muốn nghe một cái thể loại nhạc giống kiểu là nhạc hơi mềm mại như cái bolero thì nhiều khi các bạn sẽ cảm thấy phần bass nó hơi nhiều thôi. Chứ còn thật sự
con này rất ổn trong phân khúc luôn. Cái phần âm của con này rất đầm, rất ấm, bass đập rất thích, nghe rất là sướng tai. Ngoài ra thì mình cực kỳ thích một điều là nhà JBL luôn luôn cho những cái cáp sạc rất là xịn sò này. Các bạn có thể nhìn thấy cái phần cáp sạc này cực kỳ tuyệt vời. Chỉ cần nhìn thôi, nói chung nhìn thôi là các bạn cũng đã thấy được nó xịn như thế nào rồi đó. Gần như nhìn vào chúng ta sẽ xác định được ngay thương hiệu. Mà đặc biệt là chất lượng của những cái này tốt. Nó không phải là một cái chỉ át thêm, hiểu không? Nó là một cái rất tốt luôn, cầm và rất sướng. Và đây là một cái giống kiểu JBL rất là quan tâm đến người dùng ấy, khi mà họ cho các cái phụ kiện này đều có quality rất là cao luôn. Cái điều đáng tiếc duy nhất trên con này đó là nó không có công nghệ chống nước. Nhưng nếu như chỉ là mồ hôi hay một vài giọt mưa bình thường thì sẽ không thể nào làm khó được con này cả. Tại vì khả năng tự chống nước của nhà JBL từ trước tới giờ đã rất tốt rồi. Mình đã từng xài những sản phẩm đời cũ hơn của nó, nó cũng không hề có công nghệ chống nước, nhưng mình vẫn có thể đeo đi tập thể dục hoàn toàn bình thường. Thì nếu như mà các bạn gặp trời mưa thì chỉ có cất lại thôi, chứ còn nếu như chỉ là nước mồ hôi hay một vài cái nước nó bắn lên bình thường thì đảm bảo không có vấn đề. Ok, và đó là cái bài đánh giá chi tiết của mình về chiếc JBL T115 này. Thì con này một trong những con đáng mua trong phân khúc, tại vì cái vỏ ngoài thiết kế của nó cũng ổn nè, khả năng đeo cũng tốt, chất âm ổn, cực kỳ hợp với những thể loại nhạc có tiết tấu mạnh như kiểu rap này, EDM này. Trừ khi các bạn muốn dùng nó để nghe những loại classic thì đôi khi các bạn sẽ cảm thấy cái phần âm nó hơi xì một chút thôi, chỉ có một chút thôi. Còn nếu như những thể loại nhạc cần bass nhiều thì con này dập cực kỳ ổn luôn. Cho nên là nếu như các bạn thấy video này hay thì nhớ like, share và subscribe cho kênh Thế Giới Phụ Kiện. Và nếu như các bạn có bất kỳ sản phẩm nào hoặc là câu hỏi nào về cái sản phẩm này thì cứ comment bên dưới, mình sẽ cố gắng giải đáp tất cả mọi thứ nhé. Ok, peace.